Đây là điểm đầu của dự án xây dựng đường tránh thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt năm 2020 và Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình Công cộng huyện Đơn Dương làm chủ đầu tư. Sau hơn 4 năm thi công, đến nay công trình mới hoàn thành được hơn 12% khối lượng. Nguyên nhân, hiện còn 14 hộ dân và một hợp tác xã với diện tích hàng chục hectare đất nằm trên đường tránh chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công công trình. Mặt khác, hiện công trình đang thiếu đất nền nên việc thi công dự án cũng gặp khó khăn. Huyện Đơn Dương hiện nay đang tập trung một số công trình trọng điểm, trong đó là có đường tránh thị trấn Thành Mỹ cũng đã được triển khai và đã được khởi công. Và hiện nay cái khó khăn nhất của quá trình triển khai đường tránh thì hiện nay là cái vấn đề giải phóng mặt bằng, là hiện nay còn một số hộ là cũng chưa chấp hành. Thì về góc độ địa phương thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động. Bên cạnh cái khó khăn nữa đó là cái vấn đề đất đắp phục vụ cho công trình, thì hiện nay là không có đất đắp nên là đây là cũng vấn đề hết sức khó khăn. Thì huyện cũng đang chỉ đạo cho các ngành xem xét cái hướng giải quyết về nguồn đất, thì sắp tới đây thì sẽ trình Hội đồng Nhân dân huyện để làm một cái công trình là nghĩa địa của Tân Hiên, của Lạc Xuân, để có cái nguồn đất để phục vụ cho cái công trình này. Thì cố gắng làm sao trước đại hội là công trình này sẽ hoàn thành. Và công trình này là hết sức quan trọng đối với địa phương, vừa là giảm được tải cho đường quốc lộ 27 mà vừa là mở rộng không gian đô thị của thị trấn Thành Mỹ để phát triển cái vùng kinh tế ở phía Bắc. Đây là một cái con đường mà đã được xác định đây là công trình trọng điểm của nhiệm kỳ. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành là trước đại hội. Đối với người dân, khi có chủ trương xây dựng đường tránh Thành Mỹ và được tuyên truyền vận động, hầu hết người dân đều thấy được chủ trương đúng đắn của nhà nước, của địa phương nên đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong đó có hộ gia đình anh Lê Đình Hưng ở thôn Thành Nghĩa đồng ý nhận tiền bồi thường và giao 1.700 m² đất sản xuất để nhà nước thi công công trình. Nhờ tiền đền bù, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Riêng hộ gia đình ở nhà thì cũng theo kế hoạch của nhà nước thì cũng hoàn thành rồi, treo trẻ mặt bằng rồi để làm được cái nhà. Cũng nói chung cũng cảm ơn nhà nước rồi, cũng mong các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rồi để giải phóng được hết mặt bằng để làm được cái đường tránh cho nó theo nhu cầu của bên chính quyền, rồi sau này nó có con đường nó phát triển hơn. Tôi thì bây giờ giải phóng mặt bằng thì nhà nước đi ngang cái nhà của tôi là đường nhà cấp 4, một sào bãi đất thì tôi cũng được sự đồng ý chấp thuận và cái sự đền bù của nhà nước. Cái nguyện vọng của dân ở đây nói chung chứ không riêng gì tôi, nguyện vọng của dân như vậy bây giờ cũng dân cũng thấu hiểu và có cái đường đây là tương lai cho đời con đời cháu. Hơn nữa là cán bộ địa phương cũng cần các ông giải phóng mặt bằng rất tận tụy nói cho dân thấu hiểu, dân thông cảm thì dân để giải phóng mặt bằng rất nhanh để làm đường cho nó nhanh thì đời con cháu nó mau hưởng được cái tốt đẹp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân vẫn chưa đồng ý hoán đổi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, dẫn đến khó khăn trong việc thi công dự án đường tránh thị trấn Thành Mỹ. Vì vậy, hiện dự án mới thi công được 12% khối lượng, chậm so với yêu cầu đề ra. Lâu nay thì phối hợp để trong công tác giải phóng mặt bằng thì rất là làm khẩn trương và bền bỉ. Còn công tác thi công thì có được mặt bằng thì là chắc chắn là sẽ làm tốt những cái việc này. Nhưng mà lâu nay cũng vướng mắc một số như thế, rồi cái nguồn đất đắp cũng chưa có, thành ra là nó cũng khó khăn trong cái việc này. Mong muốn thì hôm nay thì cũng về thì tất cả ban ngành rồi cũng với các cấp thì hỗ trợ đồng tình với người dân thì cũng chia sẻ và cùng với các cơ quan ban ngành và nhất là ban quản lý dự án để cùng giao mặt bằng để cho thi công công trình sớm nhất. Hiện nay huyện Đơn Dương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đồng thuận theo chủ trương chung của nhà nước sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và hoàn thành dự án đường tránh thị trấn Thành Mỹ, đưa vào phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.